就急了。San mà San bị mềm rủa San cũng không biết đấy, nó đang bê cái con chó con mà hôm trước anh hùng ấy cứu được ở ngoài cổng. Ui nó làm gì nhỉ? Ui hình như nó đang định ăn thịt hay sao ấy. Gấu đã ngắt. Đúng hình như nó đang định ăn thịt thôi. Ui chết rồi anh em ơi, chết rồi, con gấu nó kêu. Tự nhiên là cái thằng đấy nó ra rồi. Nó đang ra rồi. Ủa, nó làm gì kia? Ủa chết rồi. Ui, hình như là con gấu của mình. Gấu đi vào đây. Ui, nó lại ra kia anh em ơi. Khả năng là mình phải gọi thêm anh hùng thôi, chứ một mình không giải quyết được cái thằng San này đâu. Anh hùng ơi em hả? Nói bé có biến rồi. Biến gì? Biến rồi, vào đi anh. Em rồi hả? Ừ, vào đây. Nhanh nhanh, đóng vào. Chết rồi, có biến cá đâu anh ơi. Không có gì. Vào đây. Trời trời ơi, em bảo cái thằng San bị thôi miên ác quỷ ấy. Bốn mà nó bị ấy mặt bị mất mặt ấy. Ừ. Ấy, nó vào nó đang lấy trộm cái con chó mà hôm trước anh cứu được cái con chó con. Thì vào cứu nó. Nhưng mà một mình nó không ấy được. Em đang đứng ngoài bên thì anh đến nơi. Nó ra ngoài kia kìa. Nó đang cầm cái kìa. Nó đang cầm cái đấy anh ạ. Nhưng mà thằng này mạnh lắm, bây giờ anh em mình ra nó. Ui sao lại có cái gì vậy? Hút gì làm gì nhỉ? Ui, bọn này nó định tranh nhau con chó à? Ui, chết rồi em ơi, con áo. Ui, con gấu tự nhiên chạy ra đấy làm gì nhỉ? Ui, chết rồi. Con này nó kinh thế nhỉ? Thằng mặt trắng này nó đánh thắng Húc đi xong nó bên là nó lại bê con chó kia đi rồi. Ừ. Vương ơi anh thấy không ổn rồi, nó cầm cái xà beng. Ừ. Nó không ăn nữa đâu. Ừ. Nó chôn với con chó đi ấy. Không phải, anh đang nghĩ là nó biết Húc đi là định vào đây giành bắt con đấy.
bây giờ nó chôn đi xong là để nó ra nó đánh nó hút đi xong nó lại vào đây nó ăn thịt đấy. Nhưng mà biết được hút đi nó bất dình sao? Chứ vừa nãy nó định ăn thịt thế. Nhưng mà thằng này đáng nghĩa là anh triệu hồi nó phải là tốt, bây giờ nó thành người xấu em ạ. Bây giờ là nó thành người xấu, bây giờ đưa nó về 707 cũ kiểu gì bây giờ. Nhưng mà bây giờ nó đang hại con chó của anh em mình. Anh em mình xông ra. Xông ra xong đánh nó. Em xem có gì em sợ đấy chứ. Bây giờ phải cứu con chó chứ. Anh lấy một cái. Đây. Cho cái mũ bảo hiểm này vào đầu nó luôn nhá. Thằng này đầu nó cứng á. Ừ. Nhá nhá. Anh đến ba anh em mình xông ra nhá. Thằng kia. Anh em đi. Thằng kia. Hả? Mày. Này. Sao mày bắt chó bọn tao? Chết rồi em ơi. Chạy đi Phương ơi, chạy. Phương ơi, nó đi rồi. Nó đi ra hướng cửa sau. Đi ra xem con chó còn sống không? Nó đi đâu rồi Phương ơi? Nó đi rồi. Được. Anh em đi ra đào cứu con chó lên cái. Đây này không nó tan mất. Đây, đúng không? Em đục sôi cho đấy sao? Chết rồi anh em ạ. Thằng San mặt trắng như cái San không đầu như anh bị mình triệu hồi nhầm ấy. Hay là bây giờ nó vào nó bắt cái con chó của anh em mình nó chôn vào đây rồi. Anh em cái gì cứng cứng rồi. Chắc sắp tới rồi đấy, cố lên. Ê ơi, đâu rồi? Đây. Ui, đây em ơi. Ui ôi, vẫn còn nguyên cái áo này. Ôi hình như con chó trắng này em ơi. Đúng rồi. Ui đây lông ở đây mà. Đúng rồi. Ôi vẫn còn lông này. Ôi sao nó cứng thế nhỉ? Em sao nó cứng nhỉ? Con chó kia nó mềm mà nó không cử động. Đánh xem nào. Hay chết rồi. Hả? Hay là... Chết làm sao được, vừa mới chôn xong. Đây lông ở đây. Nhưng mắt nó đâu? Đúng. Người ta xem con này còn sống không? Đánh hơi xem con này còn sống không? Đây. Con này không có đánh hơi em ạ. Ui ôi. Sao nó lại to này? Em không biết được sao nó to đấy. Ui. Cái gì em ạ? Cái gì ấy? Hả? Con gấu nó cắn này kìa. Cái gì ấy? Có phải con chó đâu. Ui. Ok. Cái mặt lạ thỏ này á. Ừ. Ui em ơi, chết rồi, con chó đâu? Sao nó lại có cái mặt lạ thỏ trắng ở đây? Con chó đâu rồi? Ôi chết rồi, nó lừa anh em mình rồi. Nó lừa anh em rồi. Nó vác con chó đi rồi. Nó lừa là chôn ở đây để câu giờ anh em mình. Chết rồi. Bây giờ làm sao rồi? Hay đuổi theo nó đi. Đuổi theo giờ biết nó chạy đâu. Bây giờ cứ chạy hướng kia đuổi theo nó lên trên rồi. Lên trên rồi nhá.